Chúa ơi xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng, Ngài là Thiên Chúa của con, Ngài là gia nghiệp của con, chính Ngài nắm giữ đời con. Chúa sẽ chỉ cho con biến đường là đường lối Chúa, biến đường là đường lối trường sinh. Chúa ơi xin mãi tụng ca, vì đây lời Chúa nhủ bao. Con luôn đàn Chúa trương màn, vì Ngài luôn ở gần con. Lòng này không còn sợ chi, chẳng còn nao núng điều gì. Chúa sẽ chỉ cho con biến đường là đường lối Chúa, biến đường là đường lối trường sinh. Thế nên con mãi mừng vui, hồn con hỷ hoan vì Chúa, thân con nằm nghỉ an toàn, vì Ngài đâu nỡ bỏ rơi. Cuộc đời con ở nơi Chúa, Chúa là hạnh phúc đời con. Chúa sẽ chỉ cho con biến đường là đường lối Chúa, biến đường là đường lối trường sinh. Đói thương xin Chúa dạy con, dạy con đường lối hằng sông. Hân hoan ở trước nhan Ngài, lòng này con những hằng mong. Tràn đầy hoan lạc của Chúa, với Ngài cho đến ngàn thu. Chúa sẽ chỉ cho con biến đường là đường lối, biến đường là đường lối trường sinh. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biến đường về cõi trường sinh. Xin giữ gìn con, lạy Chúa, bên Ngài này con náu thân đêm ngày. Chúa chính là phần gia nghiệp, là nguồn hạnh phúc, là Thiên Chúa con. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biến đường về cõi trường sinh. Xuân đời tùng ca vì Chúa, bắt lời nhủ khuyên sớm hôm ân cần. Con luôn đặt Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nào nung bao giờ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biến đường về cõi trường sinh. Trí
lòng của con mừng rỡ, thân này nghỉ ngơi mãi luôn an toàn. Chúa đâu để mang linh hồn và đời của con cùng các thánh trong lời Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi trường sinh. Chúa chỉ dạy con đường trường sinh, trước thần nhãn Chúa sướng vui ngâm đầy. Bên Chúa tràn đầy hoan lành, trọn đời hạnh phúc nào đâu xanh cho bằng. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi trường sinh. Xin mời cộng đoàn quỳ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Hiền liệt sáng lương vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời. Và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thân tông đồ. Thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Ngày Chúa nhật hôm nay chúng con họp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa. Thì chúng con dám xin Chúa hãy vương ban những ơn cần kiếp cho chúng con được rỗi linh hồn
nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thân Chúa dạy, nhất là những điều cần kiếp này, là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà người có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ba ngôi cũng một tên một phép, cho nên ba ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin ngôi thứ hai ra đời làm người, sinh bởi bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu, ở thế gian 33 năm, đoàn chịu chết trên cây thân giá mà chuộc tội cho thiên hạ, nên ngày thứ ba người sống lại, khỏi 40 ngày lên trời, đủ 10 ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh tông đồ và hội thánh mới lập. Ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng được lối linh hồn, mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được. Và đến ngày tân thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét. Kẻ lặn lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ giữ xa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng, song phải giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời cùng 6 luật điều hồi thân, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy, chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là 7 mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà nâng chịu các phép đi tin Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thân. Có 7 phép bi tín mà thôi, xong phép rửa tội, phép mình thân Chúa cùng phép giải tội, là 3 phép cần kíp hơn cho chúng con được rồi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào mà chịu các phép trong ấy, cho nên cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. Tiếng nhạc dâng lời cảm tạ.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành Chủ nhật thứ ba mùa Phục sinh. Phục vụ lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta. Theo sách Thánh thì Chúa Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết rồi Ngài sẽ phục sinh. Vì thế, sự kiện phục sinh là nền tảng của giáo lý của Hội Thánh Công giáo chúng ta. Chúa đã phục sinh để chúng ta cũng được phục sinh với Chúa. Phục sinh về phần linh hồn để hưởng tất cả những ơn lành mà Chúa hứa ban cho chúng ta khi tạo dựng trời đất, khi dựng nên con người. Và trả lại cho chúng ta những ơn mà chúng ta đã đánh mất bởi vì tội tổ tông đã truyền lại cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã phục sinh và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Giờ đây, để thánh lễ cũng lời cầu nguyện của chúng ta đáng được Chúa chấp nhận, chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi là phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thiên cho người thiên tâm. Chúng con cả người Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là anh.
chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em. Như chính anh em đã biết, theo như lời Thiên Chúa đã định và biết trước, người đã bị nộp và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những khổ đau của cõi chết mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng David đã nói về người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để đấng thánh của người thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa. Đó là lời Chúa.
chỉ dạy con đường trường sinh, Chúa thần nhân Chúa sương vui ngắm đầy. Bên Chúa tràn đầy hoan lạc, trọn đời hạnh phúc nào đâu xanh cho bằng. Lời đi Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi trường sinh. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu anh em gọi người là cha, Đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt đời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, con chiên tinh tuyền không tỳ ố, người đã được tiền định trước khi tạo thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho người sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho người, để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời: có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi: việc gì thế? Các ông thưa: sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các thường tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi.
Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: Ôi kẻ khờ dại trầm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoàn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bàn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: Thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong mùa phục sinh, mùa tưởng niệm và cử hành việc Chúa sống lại để tạ ơn Chúa về công trình cứu chuộc loài người và cho chúng ta được tham dự vào sự phục sinh của Đức Kitô. Vì thế phục vụ lời Chúa trong thánh lễ hôm nay nhấn mạnh tới sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại và việc đó đã được các tiên tri loan báo trước. Trong bài trích sách Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy Thánh Phêrô kêu mời người Do Thái và tất cả những ai đang hiện diện tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần, tức ngày lễ hiện xuống. Hãy đọc lại Kinh Thánh để xem tất cả những gì đã xảy ra nơi Chúa Giêsu có đúng như lời các tiên tri đã loan báo từ trước không. Ngài đã trưng Thánh Vịnh 15, được chọn làm Thánh Vịnh đáp ca hôm nay để chứng minh điều đó. Vì trong Thánh Vịnh này, vua David đã nói trước về Đức Kitô rằng: Xác tôi sẽ nghỉ ngơi trong hy vọng, vì Chúa không bỏ quên mạng tôi trong âm phủ và không để đấng thánh của Chúa thấy cảnh hư nát. Trong bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách các môn đệ Emmaus cho các ông là những kẻ khờ dại và chậm tin những điều các tiên tri đã nói. Vì theo sách thánh thì Đức Kitô phải chịu đau khổ trước, rồi sau đó Ngài mới vào trong vinh quang của người. Chúa đã trưng những lời sách thánh liên quan tới việc đã xảy ra trong đời Đức Kitô, bắt đầu từ ông Môi-se và các tiên tri, để giúp hai môn đệ xác tín về việc sống lại của Chúa Kitô. Còn Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của người đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã được cứu chuộc là nhờ máu Đức Kitô, đấng đã được tiền định trước khi tạo thành vũ trụ và đã được tỏ hiện trong thời sau hết vì chúng ta. Vì thế, chúng ta tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa là đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại và đã tôn vinh người cho người được
vinh quang. Anh chị em thân mến, sự kiện phục sinh của Chúa Kitô là mầu nhiệm căn bản của Kitô giáo, là giáo lý nền tảng của ơn cứu độ. Trong thư thứ nhất gửi cho dân Corinto, Thánh Phaolô quả quyết: nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lòng tin của chúng ta thật là hão huyền, và chúng ta là những con người vẫn còn sống ở trong tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì những cái ở đời này thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Về sự phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta đã có những bằng chứng rất rõ ràng. Các thánh sử đều kể lại sự kiện ngôi mộ trống, về những lần Chúa hiện ra với các tông đồ, nói năng ăn uống với các ông, khiến những người ngay lành không thể phủ nhận. Thánh Marco đã vắn tắt thuật lại ba lần Chúa hiện ra để làm chứng Ngài đã phục sinh. Chính Chúa Giêsu khi thấy các môn đệ còn tỏ vẻ nghi ngờ đã cở trách các ông, gọi các ông là những kẻ cứng lòng tin. Còn Thánh Phêrô trong bài giảng tại nhà ông Cornelio, Ngài đã nói rõ Chúa Giêsu người thành Nazareth mà dân Do Thái đã đóng đinh và giết chết thì Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết và đã hiện ra với các tông đồ. Các ông sẵn sàng để làm chứng về điều đó. Chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, được bồi dưỡng và củng cố thêm mỗi ngày do ơn thánh qua việc cầu nguyện, sống đạo và lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Thánh Phaolô diễn tả rất hay và rất hùng hồn qua đoạn thư gửi tín hữu Roma mà chúng ta vẫn nghe đọc trong thánh lễ đêm vọng phục sinh. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào trong nước thánh thể để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta đã được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã được cùng mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Mầu nhiệm phục sinh là nguồn an ủi vô tận cho chúng ta, những người tin theo Chúa Kitô. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, chúng ta cảm thấy đời vui hơn, vì biết rằng dù phải chết, nhưng sau cái chết chúng ta sẽ lại được sống, không phải sự sống tạm bợ, nhưng là sự sống vĩnh hằng, không phải sự sống pha trộn với khổ đau, nhưng sự sống vinh phúc trọn vẹn. Vì biết rằng như Chúa Kitô đã phải trải qua đau khổ, phải bị đóng đinh rồi mới được phục sinh vinh hiển, ta sẽ không buồn chán thất vọng khi gặp những trái ý như nghèo khó, bệnh tật, tai nạn, rủi ro, là những cái mà chúng ta thường gặp trong cõi thế của chúng ta. Anh chị em thân mến, hôm nay một lần nữa chúng ta lại được nghe lời Chúa Giêsu quở trách hai môn đệ trên đường Emmaus. Nào Đức Kitô đã chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi sau đó mới vào vinh quang của người sao? Có lẽ đây cũng là lời Chúa muốn nhắc lại cho chúng ta mỗi khi chúng ta cảm thấy buồn phiền, hầu như mất đức tin trước những bất trắc của cuộc đời như nghèo túng, bệnh tật hay những rủi ro khác. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng không phải Chúa đã trực tiếp gây nên những tai bệnh, những bệnh tật đó, nhưng tất cả là do tội lỗi của loài người cũng như của riêng mỗi người chúng ta. Chúa để cho những tai ương bất trắc đó xảy ra là để thanh tẩy chúng ta, cũng như để chúng ta có dịp cộng tác với Chúa Kitô trong công cuộc cứu chuộc loài người. Như Chúa Giêsu đã sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết để đền tội chúng ta và chuộc lại cho chúng ta ơn quý báu là sự sống thiêng liêng, tức đặc ân được chia sẻ chính sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa mà loài người đã đánh mất khi Adam và Eva phạm tội thất trung chống lại Thiên Chúa. Thì chúng ta cũng phải sẵn sàng đón nhận những đau khổ, bất trắc của cuộc đời để đền tội chúng ta
và cứu chuộc cả thế giới này nữa. Anh chị em thân mến, cả thế giới đang lâm cơn đại dịch COVID-19. Cho tới hôm nay, gần 3 triệu người đã bị con virus này xâm nhập, làm cho hơn 200.000 người phải chết. Người ta đang tranh luận về nguyên nhân gây ra tai họa do con người tạo ra hay do nguyên nhân nào khác đem đến. Cho dù nguyên nhân nào thì chúng ta cũng nên nhớ rằng một sợi tóc ở trên đầu chúng ta sẽ không rụng xuống ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta cũng biết Thiên Chúa là Cha rất nhân lành và đầy lòng thương xót. Ngài muốn mọi người được cứu độ. Vì thế, như Thánh Phaolô lưu ý, mọi sự xảy ra ở đời, tốt hay xấu, đều giúp ích cho những ai có lòng mến Chúa. Vậy để mọi sự nên tốt cho chúng ta khi gặp những may rủi ở đời, thì thái độ cần phải có là lòng tin tưởng vào sự an bài của Thiên Chúa, là khiêm nhường đón nhận mọi sự từ tay Chúa, là tìm hiểu thánh ý Chúa để biết cách xử sự sao cho đẹp lòng Chúa. Chắc chắn cách xử sự như vậy sẽ làm đẹp lòng Chúa, đáng Chúa tỏ lòng thương xót và ra tay cứu chữa. Suy gẫm lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy có lẽ Chúa cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta. Nào chúng ta lại không phải chịu đau khổ trước rồi mới được hưởng vinh quang sao? Đau khổ và thập giá là liều thuốc đắng, nhưng là liều thuốc cần thiết để chữa lành bệnh tật. Vậy muốn chữa lành cơn bệnh do COVID gây nên, hãy nhẫn nhục chấp nhận bệnh tật, rồi cố công tìm phương thuốc để giải gỡ. Chắc chắn nhờ ơn Chúa, nhân loại sẽ tìm ra phương dược, không những để diệt được con vi khuẩn Vũ Hán này, mà còn ngăn cản được những loại vi trùng nguy hại và mạnh hơn thế nữa sau này. Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đến vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, niềm tin của hai môn đệ trên đường Emmaus
được củng cố vững chắc bởi cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Trong niềm hân hoan mừng Chúa đã chiến thắng khải hoàn, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và tha thiết nguyện cầu. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh và Thánh Thể mà khơi dậy niềm tin cho hai môn đệ trên đường Emmau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh biết nhờ lời Chúa và Thánh Thể để kiên mục sự sống và đem niềm tin cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sống trong một thế giới đầy biến động hôm nay, đức tin của nhiều tín hữu còn non yếu nên rất dễ bị khủng hoảng khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đỡ nâng, đồng hành với những ai gặp đau khổ, như xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giúp đỡ những người bất hạnh, phần hồn, phần xác là nhiệm vụ của kẻ tin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức nhiệm vụ cao cả này và biết tranh lòng thương xót để xoa dịu nỗi khổ đau của tha nhân. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa và Thánh Thể là trọng tâm đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong chúng ta biết khao khát lắng nghe lời Chúa và đón nhận mình Thánh Chúa, để chúng ta được lớn lên về đức tin, lòng mến yêu Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa lời chúng con. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa cho tất cả chúng con biết nhận ra Chúa hằng hiện diện trong đời sống chúng con, để chúng con luôn tin đáp vào tình thương vô biên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Xin Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn lễ hội thân người. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ơn là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem đại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các chúng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: xin Chúa dùng ơn đánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây lời Chúa cứu thế, Chúa đã
chết và sống là. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con ta thiết nại xin Chúa cho chúng con khi thông phận được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức men, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là những nạn nhân của đại dịch mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hơn. Lạy Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa ngự trong bi tinh thân thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thân. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm ơn gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hầu chân và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yêu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến ơn phụ trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đơn tao thành trời đơn. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, hương son chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tình ra Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.